Với phương châm dừng đến trường chứ không ngừng việc học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương chủ động triển khai học trực tuyến, đồng thời kết quả này cũng sẽ được công nhận khi tổ chức rà soát, đánh giá kiến thức của học sinh. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn dạy học trực tuyến, thì việc tổ chức hình thức dạy học này ở nhiều nơi đã dần đi vào nền nếp. Đối với học sinh trung học cơ sở, thì việc học trực tuyến còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, do nhà trường đã chủ động tìm hiểu và đổi mới hình thức dạy học, nên cô và trò trường trung học cơ sở Tân Thịnh không mất nhiều thời gian để tổ chức dạy và học một cách nghiêm túc, nền nếp. Hiện nhà trường đang triển khai dạy học trực tuyến cho cả 4 khối lớp trên cơ sở ứng dụng của Internet. Để phù hợp với việc học trực tuyến, nhà trường đã chủ động xây dựng các nội dung bài học phù hợp và tiến hành giảng dạy theo khóa biểu cụ thể. Trước khi tôi dạy thì tôi cũng đã hướng dẫn các em tận tình. Muốn các em trao đổi tích cực trong một giờ học thì các em học sinh ấy cũng phải chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của mình. Đặc biệt là mình muốn có một bài học thành công thì vừa có những câu hỏi này, phần hướng dẫn này, phần nhiệm vụ này, phần đánh giá này qua mỗi bài học để các em chủ động trong bài học của mình. Ban giám hiệu và tổ chuyên môn thì thực hiện nghiêm túc cái việc duyệt kế hoạch dạy học này, bài giảng, video, các tài liệu học tập trước khi giáo viên thực hiện giảng dạy trên Internet, thường xuyên dự giờ trực tuyến để nắm bắt các tình hình dạy học, quá trình học tập của học sinh cũng như các hoạt động dạy học của giáo viên để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cũng như là nhắc nhở, đôn đốc để đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong những ngày qua, việc dạy học trực tuyến tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cũng đã dần đi vào ổn định. Theo đó, gần 100% học sinh tham gia học đầy đủ các tiết học. Những trường hợp vắng mặt thường là do đường truyền mạng không ổn định. Dù là học tập theo hình thức trực tuyến, song học sinh đã tích cực tham gia vì được học theo phương pháp mới và ban giám hiệu nhà trường cũng dễ dàng dự giờ lớp học để kiểm tra, giám sát. Trước khi vào học thì chuẩn bị sẵn sách vở, chuẩn bị kiến thức để có thể trao đổi dễ hơn. Hoặc là sau giờ học mà mình còn gì mình chưa kịp trao đổi với cô thì có thể nhắn tin riêng hoặc là hỏi các bạn ạ. Hiệu quả triển khai trong đợt học trực tuyến này đối với trường trung học chuyên là rất thuận lợi và được xã hội rất đồng tình, ủng hộ. Đấy. Nhất là phụ huynh học sinh thì nói là khi nhà trường triển khai này thì con họ là đã chủ động một cái thời gian sinh hoạt có nề nếp, có cái lộ trình học tập rất là rõ ràng và phát huy những cái mặt ưu điểm đấy thì nhà trường hiện nay đang xây dựng lại cái thời khóa biểu để tuần tới sẽ bắt đầu học kể cả tăng cái buổi môn chuyên cũng như là học thêm môn tin học. Với chủ trương tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã triển khai tổ chức cho học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở học từ xa với nhiều hình thức như qua truyền hình, qua các phần mềm dạy học trực tuyến. Theo báo cáo, 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn đã triển khai dạy học trực tuyến. Tỷ lệ học sinh tham gia học tập của cấp trung học cơ sở đạt 90%, tiểu học là trên 67%. Chúng tôi cũng yêu cầu các thầy cô đó là rà soát lại toàn bộ cái phân phối chương trình hiện hành, so sánh và đối chiếu với cái phân phối với những cái nội dung bài giảng và được Bộ Giáo dục giảm tải. Sau đó các nhóm môn sẽ xây dựng kế hoạch và đưa lên tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn cùng với nhà trường chúng tôi đã tiến hành rà soát và để xây dựng lại toàn bộ cái phân phối chương trình thực hiện cho cái thời gian còn lại. Thông báo công khai cái kế hoạch dạy học này đến tất cả phụ huynh cũng như là cái lịch kiểm tra, kế hoạch kiểm tra để nhà trường có thể chủ động triển khai tại các nhà trường. Đối với tiểu học thì chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn là tạo thành các nhóm cốt cán để xây dựng các video bài học trực tiếp phù hợp với đối tượng học sinh của thành phố Thái Nguyên. Và trên 30 bài giảng ôn tập đã được chuyển đến các nhà trường. Thực tế cho thấy, việc dạy học trực tuyến không phải quá khó khăn để áp dụng vào dạy học đại trà như nhiều người lo lắng. Bằng tinh thần nỗ lực vượt khó của thầy và trò các nhà trường, việc học tập trực tuyến có thể đạt được kết quả khả quan. Do đó, dạy học trực tuyến không đơn thuần là phương án tạm thời mà còn mở ra nhiều cơ hội học tập cho học sinh.